Chào các bạn, nếu như mà nói tới cảm biến áp suất lốp dành cho xe hơi thì các bạn sẽ tìm hiểu thông số kỹ thuật và thấy rằng nó sẽ có hai loại khác nhau. Một loại là chúng ta sẽ sử dụng cái van trong và một loại là chúng ta sẽ sử dụng cái van ngoài. Và ở trên mạng thì đã xảy ra rất là nhiều những cái cuộc tranh luận về cái việc là sử dụng cái van ngoài tốt hơn hay là sử dụng cái van trong tốt hơn. Và trong video này thì mình sẽ đi tìm hiểu xem cái thế mạnh của những cái chiếc van ngoài là gì và những cái thế mạnh của chiếc van trong là gì. Từ đó thì các bạn có thể lựa chọn cho mình được một cái cảm biến áp suất lốp phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Vâng, và để so sánh thì rất là khập khiễng tại vì nhu cầu sử dụng của mỗi người ấy thì nó sẽ khác nhau. Và mình sẽ nói tới những cái điểm mạnh và điểm yếu của từng cái loại van để cho các bạn chủ động lựa chọn nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới những cái cảm biến áp suất lốp sử dụng van trong đi. Thì điểm mạnh của nó là gì? Vâng, điểm mạnh đầu tiên của một cái chiếc van trong đấy là cái việc mà chúng ta khi mà lắp đặt lên ấy thì nó sẽ giống y hệt như là cái van bình thường của lốp xe. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta bơm lốp ấy thì nó rất là dễ dàng, chỉ cần cắm vòi vào và bơm thôi, rất là thuận tiện đúng không? Và cũng chính vì nó có một cái thiết kế giống như là cái van gốc, chính vì vậy mà cái khả năng va chạm với bên ngoài thì nó sẽ giảm đi và cái tỷ lệ hỏng hóc ấy thì nó cũng sẽ rất là ít. Bởi vì sao? Tại vì cái bộ điều khiển ấy thì nó sẽ nằm ở phía bên trong và chúng ta chỉ thòi mỗi một cái van ra ngoài thôi. Và tất nhiên không ai có thể ăn trộm được những cái van trong rồi. Tại vì nếu như mà muốn ăn trộm được cái van trong thì chúng ta phải tháo cái lốp ra, rất là phức tạp và phải cần có máy móc đúng không? Thế nhưng mà nó cũng sẽ có cái điểm yếu các bạn nhá. Đó là việc khi mà chúng ta lắp đặt van trong thì các bạn phải ra gara lốp, chúng ta sẽ có máy móc để thay thế chứ không thể nào mà lắp bằng tay. Nghĩa là gì? Những người bình thường sử dụng ấy sẽ không thể tự lắp được những cái chiếc van trong. Và khi lắp đặt ấy thì chúng ta còn phải cân bằng động lại nữa nhá. Nó có một cái điểm mà chắc chắn là rất là nhiều bạn không thích thú, đấy là chẳng may, ở đây là mình ví dụ thôi, chẳng may nếu như nó bị hỏng thì các bạn cũng phải ra gara để nhờ máy móc tháo cái van đấy ra, gửi tới cái nơi bán hàng hay là những cái nơi sản xuất để họ bảo hành cho mình. Và khi mà nhận lại thì chúng ta lại phải ra gara để thực hiện lắp đặt. Và nó có một điểm nữa mà có người thì coi đó là điểm mạnh và có người thì lại coi đó là điểm yếu. Điểm đó là gì? Đấy chính là cái việc mà sử dụng pin. Với những cái chiếc van ngoài thì các bạn sẽ thay thế rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà với van trong ấy thì các bạn sẽ có thời lượng sử dụng, nó rơi vào khoảng tầm 4 năm. Và khi nó hết pin thì các bạn bắt buộc phải thay cả cái van, chứ không thể thay mỗi cái pin ở trong cái van đấy được, vì cái thiết kế của cái van đấy nó sẽ là nguyên khối. Và cái con số thời gian đấy thì nó chỉ là ước chừng thôi, nó áp dụng với những cái người sử dụng xe bình thường. Còn những bạn mà ví dụ như là chạy taxi chẳng hạn, các bạn chạy hàng ngày ấy, thì có thể là cái pin nó sẽ hết nhanh hơn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái van ngoài. Nó có điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Vâng, và cái van ngoài thì chứ các bạn đã biết nên nó sẽ có một cái đầu U như thế này. Chúng ta sẽ vặn vào vòi rất là đơn giản. Và những cái người chủ sở hữu xe bình thường cũng có thể lắp đặt thay thế một cách thoải mái đơn giản được. Và khi hết pin, các bạn chỉ cần đi ra ngoài mua một cái viên pin đồng hồ đúng mã của nó 1632 thì các bạn có thể thay thế một cách đơn giản được bằng một cái bộ khóa đi kèm và có thể sử dụng 1 năm, 2 năm, 3 năm tùy ý. Tuy nhiên thì chưa chắc đã dùng lâu được như thế đâu, các bạn cần phải chú ý nhá. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ có một cái cục U này, chúng ta sẽ vặn lên cái vòi và đương nhiên khi mà nhà sản xuất người ta thiết kế cái vòi ở lốp xe ấy, thì người ta đã thiết kế một cái khoảng cách, một cái mức độ an toàn để tránh va chạm với các cái bề mặt bên ngoài. Vâng, và đây là cái góc nhìn của chúng ta về cái van mà sau khi mà đã được lắp vào thì các bạn thấy là nó sẽ lồi ra một cái cục U rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ zoom gần lại một chút xíu để cho các bạn có thể quan sát rõ hơn nhá. Vâng, với cái góc nhìn như thế này, nếu như chúng ta không lắp cái van vào thì các bạn sẽ thấy là hầu như là chúng ta sẽ không nhìn thấy một chút xíu nào về cái van đúng không? Như vậy thì cái việc mà va chạm vào những cái bề mặt bên ngoài là rất là khó. Bây giờ mình sẽ có thể cho các bạn nhìn một cách trực diện hơn để các bạn có thể quan sát được thuận lợi nhá. Đây, ví dụ bây giờ thì mình sẽ thực hiện lắp nhá. Lắp cái van vào đây.
thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn về cái việc mà cái van này nó sẽ lòi ra một cục. Đấy, ok. Đấy, như các bạn sẽ thấy quan sát là vẫn cái góc nhìn như vậy thì nó đã lồi ra một cái cục nhất định rồi. Và tất nhiên khi mà nó bị lồi ra như thế này thì cái việc mà chúng ta di chuyển xe, đặc biệt là di chuyển vỉa hè hay là những cái nơi mà có những cái viên đá hay là những cái gờ ấy, thì cái khả năng va chạm vào cái van này nó sẽ rất là cao. Và có một điểm các bạn cần phải chú ý, nó rất dễ tháo lắp đối với người sử dụng xe, thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ rất là dễ mất trộm. Thực ra để mà ăn trộm được cái này không hề khó một chút nào cả. Chỉ cần người hiểu biết về cái cơ chế hoạt động của cái van ngoài là có thể ăn trộm được của các bạn thôi. Tất nhiên là không có mấy ai đi ăn trộm cái này cả, rất là ít thôi. Nhưng nếu có ý đồ ăn trộm thì ăn trộm rất là dễ. Và thêm một cái điểm yếu nữa, có thể là các bạn nghĩ qua thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái điểm yếu này ví dụ đối với mình thì mình cảm thấy là hơi bị khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Đấy là cái việc chúng ta chốt giữ cái van ngoài này. Nên như khi mà mình, ví dụ như lốp xe của mình nó bị sụt hơi một chút, chắc chắn là ai dùng xe thì cũng biết, chúng ta chạy sau một cái thời gian, ví dụ như 2, 3, 4 tháng ấy, thì cái lốp xe không bị cán đinh, nhưng mà nó cũng sẽ bị hao mòn đi một chút xíu. Và mình muốn bơm bù lại phải mất công lục đục tháo ra. Những cái lúc như vậy thì cực kỳ là khó chịu, kể cả những cái lúc mà bị cắn đinh, chúng ta cần bơm vá chẳng hạn, để việc tháo cái này ra cũng rất là khó chịu. Bạn nào mà phải gặp vào rồi thì mới cảm nhận được cái sự khó chịu hơi bất cập của cái chỗ đó. Vâng, và như vậy thì các bạn cũng đã thấy là chúng ta đã soi qua điểm mạnh và điểm yếu của những cái chiếc van trong và van ngoài rồi. Cái nào nó cũng sẽ có điểm mạnh riêng và điểm yếu riêng, chứ không phải là sản phẩm này hay hơn hay là sản phẩm kia hay hơn. Nó phụ thuộc vào nhu cầu và cái cách sử dụng của mỗi người khác nhau. Còn về cá nhân mình thì mình thích cái van trong hơn. Việc mà thay thế van ấy, thực ra thì khi mà chúng ta di chuyển ra gara lốp ấy, thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Thế nhưng mà thực ra bây giờ gara lốp rất là nhiều, mình cứ quẳng xe vào đấy, chỉ vài phút là họ sẽ xử lý xong thôi. Nhưng mà các bạn chú ý, đấy là cái quan điểm và suy nghĩ của mình thôi nhá. Còn với các bạn thì các bạn thích van trong hay van ngoài? Các bạn có thể comment ý kiến ở dưới để cho mình biết nhá. Và như vậy thì video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.